Vâng, lời nói đầu tiên xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, trước hết xin chúc quý vị một ngày mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, đây là những khung hình mà đã xảy ra những hiện tượng sấm chớp ở trên núi Cấm trong mấy ngày gần đây, và chúng tôi có những đồng nghiệp đã ghi hình lại để đưa lên không gian mạng cho quý vị chiêm ngưỡng và thưởng thức. Kính thưa quý vị, những hiện tượng lạ thường xuyên xảy ra ở vùng núi Cấm An Giang. Thì những ngày gần đây, những hiện tượng như là mưa rất là nhiều, ngập đường giao thông, tràn vào khu dân cư và đá núi đã lở rất nhiều, và sấm chớp ở dưới chân núi. Đây là những hiện tượng từ trước đến nay rất hiếm và hôm nay đã xảy ra. Thì theo về tâm linh thì đây là một hiện tượng có phần huyền bí, và đây là nói về khoa học, đây là một cái hiện tượng cũng là thiên nhiên. Thành thử ra là quý vị có hai xu hướng để mà nhận xét và chiêm ngưỡng: một là tâm linh, hai là giải thích theo khoa học, tùy theo là trong tư tưởng của mọi người. Nhưng mà về vấn đề truyền thông thì chúng tôi sẽ trình chiếu những cái hiện tượng lạ mà hồi trước giờ là xưa nay hiếm ở trong vùng bảy núi An Giang. Hôm nay xin trình bày cùng quý vị, mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi. Xin thành thật cảm ơn. Và đây là vùng bảy núi An Giang. Và đây là những cái ngọn núi gọi là Thất Sơn, có bảy núi. Đây là khu vực núi dài Vạn Liên, là núi Ngọa Long Sơn. Núi dài Vạn Liên thì gọi là núi dài Năm Giếng, Anh Vũ Sơn, Thiên Cấm Sơn là bốn loài, là Ngũ Hầu Sơn là núi dài Năm Giếng, Anh Vũ Sơn là núi Két, núi Tượng, rồi núi Nước, Thủy Đề Sơn, gồm chung là có năm ngọn núi mà cao nhất là Thiên Cấm Sơn. Đây là hành trình chúng tôi vừa đi trên đường để đến nơi đã xảy ra những sự kiện mưa bão và ngập đường giao thông vừa qua. Xin mời quý vị theo dõi. Thank you.
của bác, như là Đức Thầy có cho chúng ta cho biết là nước kia lửa nọ chân bừng, hãm cho hết sự lấy lần nạn tai, hoặc là sấm giang thì lộ bán vàng, chư nhu hế giới khắp chàng tới hy, chữ hy gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu ghê, chừng đó mới trời ơi Đức Khởi mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Đây là nguyên cái dòng sông đi, bây giờ đây là nó ngập hết trơn rồi. Đây là ở Cần Thơ nha, mấy hôm qua hay là mấy hôm kia đó với Cà Mau đó là ngập lụt hết trơn luôn cô bác. Bây giờ là chạy hiền, bây giờ đây là mai mốt là sau cái cảnh tượng này là nước nó dâng lên. Như là ông sư giảng có cho biết là nước đâu lục đến gọt xào, có ông nghiết đế hâu mau hỉ chiều, bàn môn hả hú rất nhiều, kỳ lân sư tử lợi nhiều hú hung. Hoặc là thầy cũng cho biết là lầu đài núi cấm lộ nay mai, hức cảnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức tu hành, kiến hay cảnh bồng lai. Là mai mốt là trên năm non bảy núi này là lớp nào nước lục và lớp nào là một cảnh tượng là cấy trần này nữa cô bác, gùng gợn nữa. Thì bây giờ là nghe được cán tu của bác ơi, hình như là Đức Thầy có cho biết là nếu để chờ sấm nổ giang hình, e bá tánh ăn năn đã muộn, là lúc đó mình ăn năn đã muộn rồi. Khi nào mà có ba kiến sấm nổ này là long trời lỡ đất, là lầu đài nó cấm nổ lên là sửa là chuẩn bị có. Thì đó đó, đây nè, khúc này nè, là dài dài lên. Vậy là có câu là cảnh thảm khổ ngày nay có mấy gì đó. À, như thầy nói là khổ với hãm ngày nay có mấy, sợ mai sao mà dòm thấy bay hồn, chiều tà giang còn hiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương đầy hả hiết. Là mai mốt ở vùng năm non bảy núi này là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo mấy máu tràn thành sông. Đây là nguyên cái vùng bảy núi nha cô bác. Dạ giờ không còn cây lúa nào hết trơn nè, ngập hết trơn nè. Đây là khúc mà mấy núi này hình như là chỗ này là trồng lúa nè, mà nó ngập lúc hết trơn nè cô bác. Ừ, quá khủng khiếp. Ừ, muốn hành xong rồi đó. Nhưng mà qua lộ văn giáo là giáo văn. Qua lộ văn giáo giáo văn mới hay phơi ngọn cỏ mới vô căn Phật trời. Thôi giống cái này là thương hải tan biển nó chẳng yên đó. Dạ đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hành xong mai mốt là hành xong hết trơn luôn. Hay nói là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Thì bây giờ đây nè bà con coi nè, quá khủng khiếp luôn. Bây giờ xe cộ kìa, người ta đi ngang qua kìa. Hồi trước là ngay cái vùng mấy núi này nè, là ngay cái chỗ dài dài trên đây luôn, là ngập trên đây luôn. Giờ bây giờ nè, đồng lúa gì nè, quá khủng khiếp à. Thì Đức Thầy cũng cho biết là một cái cảnh khổ nữa là nhấn mạnh vô cái câu mà hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, là thầy có cho biết là đó, là mai sau này đó là hạ quân nay đã hết đời, là hết cái đời bọn nhân này nè, là sẽ xảy ra như là bão lục. Hoặc là ông ba nói là để sau bão tố hình lình sụp nhà sụp cửa rồi mình ở đâu qua một trận cuồng phong trước, rồi mới tới là thầy nói cho biết là trải một lúc cùng ba sống dị, chắc nhân sanh đã thấy việc chi mà trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả mới ầm mì biết bao nha. Tới ngày trả quả của nhân loại địa cầu này là mới ầm mì biết bao, giờ bây giờ chưa thấy thì nó hời không tin. Thì bây giờ đó thầy nói là năm mẹo háng mẹo chưa buồn, năm mẹo háng hợi, là năm mẹo háng mười đó mới lị tuôn dầm về là khóc đồng hết cô bác ơi. Bây giờ để thấy thì, nước bây giờ nó đang tràn ngoài phải không? Dạ, đi tràn ngoài đường lộ. Chỉ tràn ngoài đường lộ. Nó chỉ tràn ra ngoài đường lộ đó. Dạ, đâu à. Tràn đâu. Nó tràn khúc đó đó. Bây giờ ghê quá, đi nước mà trên á, qua là như là đi nước mình xe chạy tắt máy luôn đó em đệ. Dạ, xe chạy tắt máy luôn kìa. Dạ đúng rồi, chuyện này chuyện lạ, chuyện lâu, chuyện này là chuyện lạ của bác ơi. Thì lúc dùng năm non bảy núi này đâu có bị như vậy đâu, giờ là giống như là cái cảnh tượng ông trời này là ông đang diệt hay sao, quá cũng biết. Mòn sông mòn biển lại còn mòn non,
mà đổi chồng đổi vợ đổi con đổi sông đổi núi đổi hòn Hà Tiên, đổi châu đốc lại đổi Tịnh Biên, Hất Sơn lại đổi qua Liên Nhà Bàn, qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo mới máu tràn thành sông. Xíu nữa mình chạy lên trên kia. Lộ văn giáo sao? Máu tràn thành sông. Vô đây nè cô bác, vô đây nè. Đi cùng heo Đại Dũng vô đây. Đây là vùng bãi núi nha, từ trước giờ chưa có gì nha anh em cô bác. Hôm qua là ngập tới quần luôn đó. Quá khủng khiếp. Đây là vùng Lâm Non bãi núi. Nam mô A Di Đà Phật. Đại Dũng là đang đứng ngay cái chỗ mà suối dài mà sạt lở lúc trước đó, là đang đứng ngay cái chỗ mà mưa nè. Như là Đức Thầy có khẳng định qua cái câu trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Viên dương gian bỏ các việc tồi, mà đặng lo liệu cho tròn phương sự. Còn hoặc là hay nói là sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi hãy nói đặng nào. Ai biết đường hãy sớm cạo đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Thì bây giờ là hay nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng hư hất quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay cần việc lập đời trở lợi. Còn hoặc là hay nói là hay nói cho chúng ta biết đó là nó mai mốt là sẽ có một trận là bão cực lớn. Như là hãy nói trải một lúc cùng ba sống dị, chắc dân sanh đã hái gì chi, trời đà sắp đặt đi kìa, cái ngày trả quả âm mị biết bao. Đó là khi mà cái ngày mà trả quả của địa cầu này là quá khủng khiếp luôn. Thì bây giờ nghe được cái tu của bác ơi. Bởi vì chúng sanh là nghe là hay sát hại lẫn nhau. Vì lòng tham. Cũng như người thì ăn các thú vật, nói rằng lấy cái lý là vật dưỡng nhân. Thành thử ra gây ra quán thù, là nên là cái đất này bị ô nhiễm. Bị môi trường là nhiều cái tà khí. Thành thử ra trời đã sắp đặt ly kỳ. Đến kỳ trả quả mày xiết bao. Rồi tiếp đi đấy. Thì bây giờ đó, những cái cảnh khổ đã diễn biến tới đây là Đức Thầy cũng cho chúng ta biết là
là năm rồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ơi hời hay phơi. Trang trình truyền sắm mấy lời mà ngày nay dân chúng dị hời gắn chi. Đã khuyên chừng đã mãn mùa hưu đeo danh lợi như con vật ấy. Thì bây giờ đó những cái cảnh khổ đã diễn biến tới nơi rồi, như là hay nói là cảnh ham khổ chiều mai sẽ đến sao vẫn còn chiếu mến trần mê. Là mê đời không à, không có mê đạo gì hết trơn đó. Cảnh ham khổ chiều mai sẽ đến sao vẫn còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc hãm hê. Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì bây giờ là nước ngoài đó, bây giờ đó coi coi khủng khiếp rồi. Bây giờ hôm nay là bữa nay mình lên đây là mới dày dặn nguyên hết rồi. Yeah. Bây giờ như vậy là cái cơn bão 17, cơn bão mà tốc độ mà 17 cơn bão gì ở ngoài miền Trung mới nghe nói hình như nó sắp tới thì gì đó. Dạ đúng rồi, nó đang đổ bộ vô Việt Nam mình. Còn bên cái nước mà Libya đó là bể đập. Như là mà nói ông bà ông tiên tri sau này là Sài Gòn gia định ai ngờ nước đâu mà chảy gung cầu ngập cây. Hoặc là kẻ hốt bớt người lại đông đầy đông sao cho hái ruột mày cho ăn. Cái này tiên tri mà. Tới ông két rồi có cái chuyện đó à. Kính thưa quý vị, đây là khu vực ngập mấy ngày mưa vừa qua. Ngập đã là trôi những tivi và những vật dụng trong nhà. Và bây giờ nước đã cạn bớt rồi quý vị. Đây là cái khu vực ngập cái chỗ mà đường lên khu sạt lở mấy tháng trước đó, hôm tháng trước đó. Đây là bây giờ thấy quý vị thấy đá lăn nè. À, đá trên núi nó tuôn xuống đó và nước vẫn còn là chảy mạnh nha, nhưng cường độ thì đã yếu rồi. Đây là cái khung cảnh mà sạt lở và dưới này là dưới lòng suối, cái lòng suối nước chảy xuống rất là mạnh, nếu có mưa lớn chừng nào thì nó tràn lên tới ngoài bờ luôn không quý vị. Đây là quý vị xem để cho biết cái này là dưới chân núi của khu núi dài Vạn Liên. Đá thì lăn ngổn ngang hết, là nước rẽ ra nhiều đường, tràn lên cả nhà dân luôn. Cái dòng suối thì chảy rất mạnh, những cây đã chắn ngang những cái dòng suối là người ta đã dọn dẹp vệ sinh xong. Đây là nước vẫn còn chảy nha quý vị. Đây là hình ảnh trước mắt, là khi dòng suối đổ mạnh thì nó tràn lên đường đi luôn, tràn ra khỏi lòng suối. Nước thì bữa nay đã giảm nhiều rồi.
Nhưng mà cái thời tiết là nếu gặp những cơn bão tới nữa thì cái cảnh hứng chịu những cái lũ cuốn lũ quét thì cũng rất nguy hiểm đó. Mà hơn nữa ở đây thì chính quyền địa phương đã cảnh báo rồi là người dân không nên trú ngụ ở đây những khi có mưa bão và có những cái cơn mưa lớn xảy ra, đề phòng bất trắc những cái trận mà lở đất và lũ cuốn lũ quét xảy ra không biết lúc nào, bởi vì đã có nhiều trường hợp rồi. Mấy hôm trước thì vẫn có đá lăn ở trên đường lên núi Cấm, cái đường mà xe thường mà đưa khách lên để mà đến cảnh núi Cấm chỗ chùa Phật lớn đó, đã có ở đá trên đó đã mấy ngày ra nay đang cấm xe không cho xe lên. Kính thưa quý vị, clip video ở đây và hẹn lại quý vị những clip video kế tiếp. Nếu thấy hay và có giải trí được và có những điều bổ ích, xin quý vị cho một nút subscribe và xin mời like chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.